ngay vị trí của mình. Và bây giờ thì chị Tường sẽ đến với chàng trai đang ngồi ở vị trí màu đỏ. Mời em hãy giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Trang Ngọc Thiện, em năm nay 25 tuổi. Hiện tại là em quê ở Bến Tre, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên mảng thiết kế máy móc thiết bị cơ khí đó chị. Trang Ngọc Thiện. Dạ đúng rồi chị. Ủa sao tên giống tên gái vậy? Có hỏi ba mẹ sao đặt tên chữ lót là chữ Ngọc không? Cái đó là gốc miền Tây luôn chị, chứ không có like ai hết. Trời ơi, người ta thiết kế kỹ thuật đó nha. Rồi bây giờ cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ, em giới thiệu về mình đi nè, nãy giờ cười hoài luôn. Rồi. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường. Thì em tên đầy đủ là Hồ Thị Hồng Mơ. Em sinh ngày 10 tháng 1 1997. Đầu trâu đuôi chuột không có lì. Hiện tại thì em đang kinh doanh tự do. Bên cạnh đó thì em có phụ trách đào tạo cho một số công ty đơn vị nhỏ về sale ạ. Ba mẹ và chị hai của em thì đều ở Vũng Tàu hết. Có em thì em tự lập ở trên này ạ. Rồi mời chàng trai ngồi ở vị trí chiếc ghế màu xanh. Mời em giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Đoàn Minh Quang, hiện tại là em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình sinh năm 98 và hiện đang là nhân viên sale của bất động sản. Dạ. Vậy là chắc là miệng cũng dẻo lắm phải không? Dạ. Bán đắt lắm phải không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Còn quê gốc của mình là ở đâu? Dạ quê em ở Bến Tre ạ. Bến Tre, dân miền Tây ha. Trẻ à, chàng trai nào cũng trẻ cũng đẹp. Cái anh này cũng không có vừa vậy lắm nha chị. Hả? Bây giờ cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh, mặc chiếc áo màu đỏ nè. Em giới thiệu về mình đi. Em xin giới thiệu với mọi người là em tên Nguyễn Thị Thúy Uyên và em sinh ngày 6 tháng 10 năm 1996. Em đang làm một thiết kế trong một công ty phát triển phần mềm. Nguyễn ơi, tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới. Thí dụ như hôm nay chương trình mà mai mối cho em, bạn trai nhỏ hơn em 2 tuổi quá, em thấy sao? Dạ, tùy tính bạn thôi chị ơi. Em không có quan trọng về tuổi tác. Em thì cũng giống như bạn, em cũng không quan trọng tuổi tác. Chủ yếu là mình hai người tin tưởng lẫn nhau và thấu hiểu nhau là được rồi ạ. Sẵn hỏi Quang, chị hỏi luôn nha. Thế thì Quang, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ em thì có khả năng mà chơi thể thao, nhất là môn bóng rổ. Nấu nướng được luôn. Cao 1 mét mấy? Dạ em cao 1m75 ạ. Wow, ngon lành, tướng tá ngon nha, đẹp trai nha, giỏi giang nha, năng trời động nha. Gì vậy? Chỗ đây vé vậy? Vé. Ủa ai vé? Em phải bình tĩnh chứ. Từ từ, tiếp tục. Chàng trai ghế màu xanh. Cùng với đó là về nấu nướng thì em không lo đâu. Em có thể là nấu đồ ăn được. Điểm yếu em thì có một cái hơi là hơi, không biết bạn nữ thích không, thì em có tính là hơi thiếu kiên nhẫn. Thì em cũng đang cố khắc phục hết cái điểm yếu này. Quyên. Dạ. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm mạnh của em là có năng lượng tích cực đó. Em biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Dạ. Nhưng mà cái đó cũng là một phần điểm yếu của em nữa là... Là sao? Hay sáng tạo. Sáng tạo? Nấu ăn mà sáng tạo là như thế nào nhỉ? Là có nghĩa là nấu ăn đâu phải cái công thức nào nó cũng phải bắt buộc như vậy đâu. Đúng rồi. Mình phải sáng tạo hơn thì em có nấu món ăn được, món không ăn được. Món ăn được, món không ăn được. Ví dụ chứ hồi lâu là anh sáng tạo cái món mà khô mực chấm bò kho đó. Khô mực chấm bò kho đó. Anh quăng cái món đó, còn em sáng tạo món gì? Trứng chiên đậu bắp. Trứng chiên đậu bắp. Trứng chiên đậu bắp. Trứng chiên đậu bắp nha. Trứng có thể ăn trứng chiên đậu bắp không? Chà, cái cặp đôi màu xanh này thấy có vẻ hợp hợp về cái vụ ăn uống nha. Người này nấu, người kia làm chuột bạch. Ở nó nghe nè, hồi đó giờ Quang có chế tạo ra món nào lạ lạ chưa? Chế biến ra món nào lạ chưa? Em nấu theo công thức ạ. Giờ kiểu như em nấu món đào ra em ăn cũng thấy ngon á, mà em kêu em của em rồi chị hai của em ăn á, không chịu ăn. Không chịu ăn. Em cũng hay giỡn, hay chọc á. Hay chọc người khác á. Đúng không? Thôi bây giờ nè, bên đây hai chàng trai đang buồn lắm nè. Buồn vậy quá. Em làm gì em chọc cho người ta vui đi chứ bây giờ em nói không à. Làm câu giọng cổ hay là em làm tiết mục tấu hài? Các bạn nam bên đó thì có thể hát bài gì đó yêu cầu đi rồi em có thể đánh đàn đệm cho. Đàn theo yêu cầu. Rồi bây giờ em chọn bài gì, nói thử cô biết không bạn ơi, không biết là liệu bạn có thể đánh bài Có chàng trai viết lên cây được không ạ? Bài đó dễ. Bài đó dễ. Nhưng mình chỉ bài đó dễ. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim một
mất một thứ gì. Đâu ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh quá, đâu nghĩ gieo tương tư đêm dài như thế. Đời muôn gió mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ nhìn lại hai thân phận khác sau tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy, ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Wow. Vô nha. Trời ơi, năng lượng tích cực thiệt, công nhận cô gái này nói chuyện năng lượng tích cực, cả phim trường vui nhộn hẳn lên. Em hát luôn đi, em bây giờ em hát luôn đi được không? Rồi, em sẽ hát một bài. Rồi, một tràng pháo tay cho Uyên nha. Cái bài này là bài Tình Nắng Như Ly Cà Phê. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là em không nói. Và muốn anh là của riêng mình nhưng mà em lại sợ không nổi. Cho dù trái tim không đổi thì anh vẫn thương người ta hơn. Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi kia giờ đã sờn. Trái tim em hỏng lâu rồi, giờ có vỡ nó cũng không sao. Điện thoại đang lóc trên bàn, bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Vẫn như mọi ngày, thôi anh rủ mình đi cà phê. Lòng này chợt bồi hồi, ồ thì ra tình yêu là thế. Đời bây giờ vốn khó, anh bây giờ là hoa có chủ. Gửi lời vào mây gió, đêm nay em hơi khó ngủ. Tâm hồn bỏ mặt cây bút, chờ Sài Gòn mưa xa lâu tạnh. Đôi mắt vẫn lờ Facebook, chỉ chờ một gió mùa xanh thôi. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra. Từng lời hát em viết tặng anh, bay về đâu xa. Sao băng trôi ngàn tình ta, bao la chiếc hôn đầu. Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc, nhìn theo mà ngó. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, giọng ca có thể cuốn hút. Dạ, bạn đàn hay với lại giọng hát bạn. Em rất là thích cái giọng hát của bạn vì thật sự là cái giọng của bạn rất là dễ thương. Cùng với đó là nó rất là truyền cảm cái năng lượng với lại cái tình cảm của bạn đến cho mọi người ấy. Thật sự là bạn hát rất là hay. Nghe mà kiểu như mình bị cuốn theo cái bài hát của bạn vậy. Có xí sao xuyến nào chưa? Chung là cũng có chút chị, có chút chị. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt, anh đã trao nụ cười. Có chút rồi ha. Rồi, thế thì bây giờ Thiện sẽ giới thiệu luôn. Anh Thiện đang ngồi ở ghế màu đỏ nha quý vị. Điểm mạnh, điểm yếu của Thiện là như thế nào? Dạ thưa chị, về điểm mạnh của em thì nói chung là em là người hòa đồng, vui vẻ. Thêm nữa là em có chơi thể thao. Nói chung là bơi lội, gym hay là cầu lông, đá bóng gì em cũng có chơi hết. Trời dữ vậy, chơi nhiều môn vậy đó hả? Dạ. Ngoài ra thì em cũng có biết nấu ăn một chút xíu. Trên này thì em ở mình cho nên là em cũng muốn nấu những món mà đỡ nhớ nhà mà. Khuyết điểm của em thì em hay quên. Nói hay quên thì thôi chứ những ngày sinh nhật, những ngày kỷ niệm thì của bạn nữ chắc chắn em sẽ nhớ. À, em gái ơi, em gái ơi. Đây, bé mơ. Dạ, em nghe. Mơ đúng không cưng? Mơ. Dạ, vâng ạ, mơ. Rồi. Hồng mơ. Mọi người đều giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu rồi. Còn dạ. Bây giờ em nè. Điểm mạnh của em là em có một tinh thần sống lạc quan, vui vẻ. Nói chung cũng được hưởng từ mẹ nên nó ăn cũng ngon. Dạ. Thì em ở đây là ở với ai nè? Dạ em ở đây thì hiện tại em ở một mình và nuôi ba con chó. Ê, là ba cục vàng của em. Ba cục vàng của em. Hát hoặc là múa nhảy linh tinh ấy. Dạ em có điểm yếu đó là em sạch sẽ, em thích thơm tho vậy á. Em có thể lau nhà một ngày 8 cửa nhưng em không có biết, em không có tỉ mỉ. Có nghĩa là những cái góc ngách này kia là em không có chui vô á. Dạ. Rồi bây giờ quay lại với hai chàng trai của mình đây. Bây giờ mình đi vô chuyên sâu một chút xíu. Tình duyên của em như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em thì là trải qua một mối tình, quen nhau được 3 năm rồi. Lúc đấy là hai đứa đều tập trung vào đi làm kiếm tiền á. Thì cái thời gian dành cho nhau nó ít đi. Cùng với lại là công việc á, thì nó áp lực nhiều nên là dễ stress. Một phần là gia đình bạn nữ thì cũng không có muốn là bạn nữ ở trong đây mà muốn bạn nữ về quê làm.
không chấp nhận là quen nhau bằng tuổi ạ. Chết rồi, hôm nay chương trình là mai người lớn hơn tới 2 tuổi đó. Tại vì em cũng là vừa sinh viên ra trường thôi. Nhưng mà điều đấy em sẽ cố gắng trong vòng 1-2 năm nữa, em sẽ chứng tỏ được bản thân cho của mình, cho bên người nhà của bạn gái. Để chứng tỏ rằng là mình đã là một người đàn ông trưởng thành và tự lập rồi. Nên là mong hai bác là yên tâm cứ giao con gái hai bác cho con. Rồi, Thế Quyên. Dạ. Em hãy tâm sự về những mối tình của em. Chất thì là có hai người yêu đầu tiên thì em quen thời đại học và chia tay vì anh ta đi xuất khẩu lao động, đi nước ngoài. Dạ, đi Nhật. Kế tiếp là mối tình vô cùng ngắn, 1-2 tháng gì đó em không nhớ. 1-2 tháng mà giờ người ta cưới vợ rồi. Thì cũng có nhiều bạn nhắn tin hỏi em, nhưng mà kiểu như công việc của em á, nhiều khi rảnh nhiều khi bận, tới khi em rảnh em trả lời là người ta hết nhắn rồi. Người ta hết nhắn rồi. Cho nên là rút cái kinh nghiệm nè, khi người ta nhắn cho mình là người ta đang ngứa, mình phải gãi liền. Mình không chịu gãi, tới lúc người ta hết ngứa rồi mình gãi cũng vô dụng mà thôi. Cho nên các bạn trẻ cũng vậy, tình yêu là phải nắm bắt. Và cơ hội nó chỉ đến một lần, ngay cả trong sự nghiệp cũng như trong tình yêu cũng vậy. Chứ không thôi là hút luôn giống chị Tường á. Nhớ đó, kinh nghiệm xương máu đó. Đó, rồi. Phải thấy chị Tường làm gương nha. Phải bắt chụp liền. Bắt chụp liền. Thiện, tình trường mình sao? Dạ thì tình trường của em thì em trải qua là hai mối tình. Một mối tình là hồi thời còn đi học, còn một mối tình là hồi năm 2018. Dạ cũng khoảng 2 năm mấy. Dạ lý do thì nói chung là có liên quan tới những người bạn của em nữa. Con trai hay con gái? Chắc chắn là con trai chị. Có nghĩa là cổ điện bạn nào của em phải không? Đúng không? Trời không ơi. Không phải gọi là đĩa, kiểu như là cái cách cư xử của họ là mình cảm thấy. Là em đó cảm nhận được cái điều đó. Dạ đúng rồi. Và em tự chủ động chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Cô ấy không có giải thích, không có biện minh gì hết. Dạ có biện minh, nhưng mà lúc đó thật sự là em đã hết tình cảm rồi. Rồi bây giờ chuyện tình yêu em nè. Em cũng yêu khá sớm. Là em có 3 mối tình. Em có 2 mối tình rất trong sáng của thời học trò là lớp 8. Em quen được 1 năm rưỡi. Thì lúc đó thì khi mà em là cái người kiểu rất là chú tâm vào việc học nhiều á. Chú tâm việc học nhiều mà có 2 mối tình lớp 8. Tôi không tin được cái chuyện đó. Em có thể tự tin là em học rất giỏi. Anh đó thì hơn em 3 tuổi thôi. Nhưng mà sau một thời gian quen thì khi em thi lớp 9, thi lớp 10 thì em muốn là tập trung vào để em thi vào cái trường của Vũng Tàu. Em nghĩ là em sẽ không có thời gian dành cho người yêu nữa. Em cắt hết mọi liên lạc. Ủa mà nó nghe là xí. Dạ. Là mối tình lớp 8 với lớp 10 đó là trong sáng đó hả? Dạ trong sáng hoàn toàn. Lúc đó có nắm tay không? Dạ có nắm tay chứ. Có hùng má không? Dạ không, lúc đó là trong sáng thực sự. À là nắm tay thôi. Dạ, đúng không? Em có thể khẳng định là trong sáng. Mà rung lập bập đó đúng không? Dạ. Tại vì chị biết em trong sáng mà tại em nói cái anh lớn em 3 tuổi sợ ảnh trong tối. Cái anh lớn em 3 tuổi sợ ảnh trong tối. Anh ngoài tối. À. Rồi, xong rồi cái mối thứ hai là em quen năm cấp 3. Tối chưa? Không, vẫn sáng. Vẫn sáng. Em chắc chắn là em sáng. À sáng. Quen nhau được 3 năm. Cho đến khi em lên đại học cuối năm 2015 thì gia đình của em bị vỡ nợ. Thì em phải em muốn đi làm để em kiếm tiền cho cha mẹ, cho gia đình. Thì em thấy là cái thời gian không có còn dành cho anh nhiều nữa, và cái bước đi sắp tới thì có vẻ là có lẽ là sẽ không có đồng cảm được cho nhau. Nên là em nói là thôi hay là mình dừng lại. Gần đây nhất thì là một mối tình của em quen 4 năm, cũng có đặt ra cái luật là bây giờ nó ăn chắc chắn như vậy rồi thì hai đứa mình cùng nuôi con heo. Khi nào ai mà bội ước trước, con heo thuộc về người còn lại. Được. Ai bội ước trước là người kia phải được đền bù. Dạ đúng rồi. Cuối em cùng muốn cái gì nó cũng phải có ý nghĩa nó như vậy. Thì để hai cùng cố gắng thì đến đến nhưng mà trong lúc nuôi con heo là con heo nuôi nhà ai? Dạ con heo nhà em. Đúng rồi, em thông minh đó. nhà em có cho nên đúng. Là nó giữ được. Xong rồi thì sau đó nếu nào trong bức tranh tương lai của anh có em thì hai đứa mình cùng kiếm tiền, cùng mua nhà, cùng mua xe. Và có một cái kết quả thật là đẹp. Rồi thì anh thì chưa sẵn sàng thì em kêu là vậy thôi. Đúng. Hai đứa mình dừng lại cho nhau cơ hội mới. Hả? Ủa gì kỳ vậy? Đang rồi, coi cùng con heo gì đâu? Con heo thuộc về em. Con heo được bao lớn? Con heo đó cũng ít triệu, ít chục triệu á chị. Wow. Thế em đầu tư trong việc kinh doanh của em. Ê cái chiêu này tôi thấy được nha chị em phụ nữ mình. Cái này mình rất là sòng phẳng đúng không? Có chiến lược. Em thấy sao? Em thấy chiến lược này ổn không Thiện? Có chiến lược, có đầu tư. Nhưng mà rõ ràng là đâu có này đâu có gì đâu. Cái này rõ ràng là mình muốn tiến tới hôn nhân rồi thì mình nuôi. Chị rất ấn tượng với cái chiến lược của em. Chị ưu tiên cho hỏi em luôn. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái người bạn trai cái mẫu như thế nào cưng? Em thì có một cái mẫu đó là thứ nhất là cao trên 1m7.
Em lùn nhưng mà em thích người cao để em cảm giác được bảo vệ. Cao, to, cao. Đen cũng được, tại vì em trắng mà em muốn cạnh cũng trắng hơn sao hết. Nhưng mà không có hôi. Đen to cao không hôi. Phải thơm. Cái thứ hai nữa là sống có trách nhiệm và yêu gia đình. Cao mét mấy? Em cao mét 73. Có hôi không? Không. Đặc biệt là không có mùi cơ thể. Thơm phải không? Thơm phải không? Những cái tiêu chí bạn gái đưa ra thì em thấy em có thể đáp ứng được. Rồi, rồi tiêu chí của em thì sao? Em thì nói chung là cần một người bạn gái là yêu thương gia đình, là nghiêm túc trong tình cảm. Ví dụ như mà mình muốn xác định một cái gì đó là mình phải thống nhất với nhau, kiểu như là phải có chia sẻ nhau chứ đừng có giấu khư khư, giấu cảm xúc. Cái gì em có thể chấp nhận được chứ đừng có im lặng. Nhưng mà chốt lại một câu, nuôi heo không? Nuôi heo thì vẫn nuôi heo. Rồi. Em vẫn đang nuôi heo mà. Không, nuôi heo chung á. Dạ được. Trong thời gian nuôi heo, heo bạn gái giữ. Dạ rồi, ok, cái đó không vấn đề. Đó, rồi chốt. Thế em luôn biết Quyên, mẫu hình tượng của em sao? Em thì không có quan trọng bề ngoài lắm, nhưng mà cao có. Cao có. To. To luôn. Tại vì em cũng... em cũng bự con rồi đúng không? Đúng rồi. Em cao nhiêu? Dạ, 1m6. Kiểu như bạn không cần phải đẹp, nhưng mà kiểu như là có một cái chất riêng là được. Riêng lắm, ở đây anh nào cũng riêng hết á. Tính cách thì em mong bạn kiểu như là rõ ràng, thành thật. Khi mà trong một mối quan hệ thì nói chung là phải tin tưởng nhau. Rất là thích lãng mạn. Rất thích lãng mạn. Mình thật sự là mình cũng hay coi phim tình cảm lãng mạn, mà mình cũng là người hơi xến một tí. Thì không biết là mong là mình có thể hợp được với bạn. Rồi, hy vọng vậy. Mọi sự gọi ở phía trước, nói không là phải chứng minh nữa. Giờ cao mét mấy? Dạ, cao mét 75 ạ. 75, được. Cao rồi nè. Rồi bây giờ chuẩn mẫu người lý tưởng của em là sao anh? Dạ, bạn gái em chỉ cần là dễ thương. Thứ nhất là ngoại hình dễ thương, đảm đang. Một người có thể kiểu như là hiểu tính người lớn, hiểu ý người lớn. Ví dụ như là qua nhà, ví dụ như em có dắt bạn qua nhà, thì ví dụ như bạn có thể là vô trong phụ với lại mẹ hoặc là các cô của em. Phụ nấu ăn đúng không? Dạ, đúng rồi. Em thích một con gái như vậy, kỹ tính. Thế bây giờ mình sẽ quay lại với hai cái vị trí của người thân của các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Chị Tường với anh Đạt chào tất cả các bạn đang theo dõi qua màn hình. Xin chào. Chào. Rồi bây giờ mình sẽ ưu tiên bên đây có người lớn nè. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Dạ cô tên gì vậy cô? Con mẹ của Mưu. Dạ. Rồi cô ơi, cô có điều gì muốn chia sẻ về con gái của mình không cô? Mẹ em ngại quá đây nè, em nói với mẹ em nha. Gái của Mơ. Rồi. Vậy thì được. Rồi mời em. Mơ phải nói là một người rất là mạnh mẽ. Ở nhà thì dễ thương thì có những điều không biết, nhưng mà khi mà ra đường hàng rất là cảm thấy như một người đàn ông vậy đó. Nên là bất cứ chuyện gì mà xảy ra là Mơ cũng cái đặc tính là nhỏ rất là khá mạnh. Giải quyết mọi vấn đề. Đó. Hôm nay cô với em gái thì mình theo dõi nãy giờ có hai chàng trai của chương trình là Thiện ngồi ở ghế đỏ, Quang ở ghế màu xanh, thì không biết là gia đình mình thấy là anh nào sẽ phù hợp với Mơ? Bạn ghế màu đỏ. Bạn ghế màu đỏ là bạn Thiện. Màu đỏ. Dạ. Đồng ý với chị của Mơ. Vậy là nãy giờ hai mẹ con có bàn rồi. Sao tự nhiên nghe mẹ với lại chị mà tự nhiên em rưng rưng nước mắt vậy Mơ? Khóc vậy? Nhớ mẹ hay sao? Dạ không, tại vì lâu không gặp rồi. Ý là không phải lâu không gặp, ngày nào cũng gọi, nhưng mà ý là tự nhiên gặp một cái khung cảnh khác á, nhắc đến gia đình thấy tự xúc hào động hơi xíu, đúng không? Xíu sao? Không buồn, tự hào. Điểm yếu lớn nhất của em đó chính là gia đình của em. Như vậy rất là tốt, một cô gái rất đầy cảm xúc. Dạ. Rất là đồng cảm với em ha. Rồi bây giờ cho Thiện chào bác gái chút nè. Dạ con chào cô với chị của em Mơ. Chào con. Dạ. Hiện tại là cô với chị là đang ở Vũng Tàu à? Đúng rồi. Gia đình Mơ ở Vũng Tàu hết, thì đến thời điểm này chắc cũng hơn nửa năm rồi Mơ chưa về nhà. Mơ rất là nhớ. Dạ em hy vọng là đợt Mơ về nhà gần nhất là có em về chung với mọi người. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn em gái nha. Ở nhà đông quá kìa, có bà gì nữa? Có ông chú nữa phải không? Hàng xóm em. Hàng xóm, hàng xóm. Trời ơi, cả xóm qua coi luôn hả? Trời ơi. Em có người yêu mà cả xóm em để ý luôn. Áp lực nặng nề quá, áp lực nặng nề quá. Bé gái,
Chào em. Em chào anh Đạt, em chào chị Cát Tường và các bạn khán giả đang xem chương trình ạ. À. Em là chị Trang, bạn thân của Nguyên ạ. Em nghĩ là bạn Quang sẽ là một người có cùng chí hướng với Uyên. Bạn có sẽ có kỹ năng nói và Uyên thì rất là thích nghe những cái lời nhắc nhở. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhiều. Rồi, quay qua lại hai bạn bên đây. Nhận xét của hai em về hai bạn gái hôm nay như thế nào? Dạ, em thấy Thơ thì rất là dễ thương. Thì nhưng mà bạn Quang của em thì bạn không thiên về là bạn không thích dễ thương nhiều lắm. Dễ thương được. Muốn ngộ vậy? Quang à, thiệt không? Quang thích gì hả Quang? Em thích vừa phải hả? Dạ không. Bạn thân với nhau nhiều khi sau trận này là hai đứa giận nhau luôn á thì. Nhưng mà theo em thì bạn ghế đỏ hay là ghế xanh sẽ phù hợp với Quang hơn? Dạ, bạn ghế xanh hơn. À, bạn ghế xanh. Vì sao? Bạn Quang thì vui tính, bạn nữ thì bên kia cũng có vẻ là hơi lành chút xíu. Hơi lành. Bạn có thể hợp nhau và bên tính như đấy, lúc nào cũng cười nói. Ý em nói là bạn Quyên ở đây là dễ thương vừa phải thôi. Chứ không phải dễ thương quá đúng không? Là em thẳng tính vậy đúng không? Dễ thương vừa phải thôi. Giờ là em dễ thương quá đó. Nhưng mà về cái phần dễ thương là chắc nó đùa với chị. Đùa. Em thích dễ thương đúng không? Dạ đúng rồi. Không ai mà thích cô gái dễ thương hết thôi. Thích dễ thương vừa. Ông bạn này cũng đâm ban lắm nè. Rồi, được rồi. Thôi cảm ơn hai em rất là nhiều. Ê bây giờ tính qua tính lại thiệt thòi nhất là Thiện ha. Hôm nay người thân em đâu? Dạ người thân hiện tại là đang ở nhà quê rồi chị. Nhưng mà nãy giờ hỏi thiệt là trong lòng em đã có xốn sang, có rung động chút nào chưa? Dạ nghe bạn nữ ghế đỏ dễ thương quá thì em cũng đang tò mò. Và bây giờ hai chị em mình còn chần chờ gì nữa? Chần chờ gì nữa? Mở cửa trái mở tim. Cửa chứ không thôi điện nó bắn trúng hai chị em mình. Yeah. Khóc sưng mắt sưng mày hết trơn ha. Dạ đâu. Tới đây, thì mình có hai cuốn sách để tặng. Và tặng tâm hồn cho tình yêu mình gửi. Dạ, cảm ơn. Gửi. Đó, thấy chưa? Những người đàn ông. Wow. Có một món quà, quà. Thì mình có mua tặng một cái lắc chân. Thì món quà này có ý nghĩa là ví dụ là khi mà mình đã xác định thành đôi á thì chắc chắn là mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Thì không biết là liệu mình có thể đeo cho bạn được không ạ? Rồi bây giờ em giơ chân lên cho đeo hay sao? Bạn đứng ngồi. Dễ thương quá ha. Đeo vô là coi như bị trói chân đó, em hiểu không? Hiểu hàm ý của nó không? Không chạy đâu. Chắc bạn không có ý đó đâu. Có ý đó đó. Em đoán là không. Chị đoán là có. Dạ. Khóa lại luôn, quăng chìa khóa luôn. Wow, đẹp quá nha. Cảm ơn bạn. Trời ơi, như là cảm ơn em. Rồi. Cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? À, bạn Thiện thì không như em tưởng tượng, bạn Quang thì em có hình dung ra. Thế còn em sao qua mạnh mới vừa mở cửa một cái là qua tặng lắc cho người ta liền. Dạ, tại vì bạn, cảm xúc như thế bạn nào? Dễ thương quá nên là bắt đầu bị cuốn vào tiếng hát của bạn ạ. Sao băng trôi ngàn tình ta bao la chiếc hôn đầu. Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn theo mà ngóng trông. Thì ra yêu là thế. Và khi mở cửa ra có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng có. Rồi giờ mơ, cô gái mộng mơ hay khóc? Dạ. Mở cửa trái tim ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ thì hai bạn khá là sáng ấy ạ. Sáng sạch sẽ. Không hôi. Vệ sinh. Không phải giờ chị ngồi đây rồi, nếu mà có hôi là chị nghe rồi. Dạ. Mũi chị thính lắm. Mà rồi. Em có quà muốn tặng hai bạn. Tặng đi. À, dạ. Được. Dạ. Hai món quà hai hộp này khác nhau đó nha. Quà hộp bự hơn. Đó. Mình được mở. Khui đi, khui đi em. Dạ, khui, được khui, à. Khui quà. Dạ, đây đó chính là cái máy xông tinh dầu mini. À. Em bán hả? À? Em bán hả? À? Dạ không có, không có. Tại anh vì quảng cáo cho em luôn rồi đó. Anh tính là nào ở nhà người. Của
ở nhà của em thì cũng có máy xông tinh dầu. Thì à, sau một ngày làm việc ấy, khi mà mình về nhà thì mình bật lên ấy, cái mùi cộng thêm mùi thảo mộc nữa là mình cảm thấy nó rất là thoải mái, ngủ ngon. Và đó chính là tượng trưng cho mơ. À, nhưng mà nói nghe nè, tại sao hai món quà giống nhau mà hai cái hộp khác nhau, là có chủ đích hay là vô tình hay là cố ý? Bự hơn cho bạn, có thể là bạn nam tương lai của em. À, chứ người ta có ý nha. Nhưng mà còn em vui vui lắm, nhưng mà khi mà bạn mệt mỏi thì em sẽ tâm sự với bạn như một người phụ nữ trưởng thành. Bạn yên tâm. À, bây giờ tới hỏi em nè. Dạ. Tặng hai cuốn sách của hai bạn đó là khác nhau hay giống nhau? Dạ khác nhau ạ. Một cuốn là viết về tình yêu và một cuốn viết về cuộc sống. Nói chung là bạn nữ ngồi ghế đỏ thì em tặng về tình yêu. Có cơ hội cho hai đứa thì em sẽ dẫn em về nhà anh chơi. Dạ em sẵn sàng. Em uống bia rượu được chứ hả? Ờ trời trời, chưa gì một đủ thùng. Đi nhậu rồi. Một thùng. Trời ơi, một thùng. Một thùng. Em uống một lon, bạn nam còn lại 23. Dễ thương quá trời. Có chiều sâu, có chiều sâu. Nếu uống về người khác không được thì uống về em thì anh sẽ uống được. Uống về em thì anh sẽ uống được. Chà, tôi thấy sao mình thính nó bay lia lịa vậy ta. Giờ MC có cần ngồi đây không? Vì em anh sẽ sai hả? Rồi ok, bây giờ tôi ưu tiên từng cặp một nè. Ưu tiên em đó. Cho mình hỏi bạn ghế đỏ là có bao giờ mà hay giận vu vơ không? Thì cái đó thì không mà. Em là cái người, tại vì em cũng rất thích sự bình yên ấy, nên có gì em thích thì em sẽ nói. Em không thích thì em sẽ nói luôn. Nếu như em sai, em xin lỗi, em biết ơn, em sẽ cảm ơn. Chứ thật ra thì im lặng nó chỉ giúp cho cái mối quan hệ nó bị xa nhau ra hơn thôi. Thì như vậy thì thôi, thà cắt đứt luôn. Ê, tính ra vậy cũng dễ hiểu mà. Dạ, đâu có khó hiểu đâu ha. Cái kiểu của em như là có bất cứ chuyện gì thì mình cũng phải chia sẻ với nhau thì nó sẽ giải quyết được vấn đề nó dễ hơn. Dạ đúng rồi, em sẵn sàng. Em có cái kiểu là em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại không? Dạ không. À, dạ rất là nhiều người lừa lầm em vấn đề đấy luôn á. Kiểu giống như em nói thật là như vậy nhưng mà họ không tin. Nghĩa là em đuổi đi luôn mà họ không đi. Em là thẳng đúng không? Con gái nói có là có chứ không phải con gái nói có là không đúng không? Dạ. Em muốn hỏi bạn là bạn có nóng tính không? Tại vì khi mà tranh luận ấy, em không có thích bị ai la ai mắng hết. Em chỉ thích được nghe nó nhẹ nhàng thôi. Hai người cùng nóng thì tất nhiên là có những lời nói sẽ phát ra mình sẽ nghe không lọt tai, cho nên là lúc đó phải có một người nhịn. Thiện là đang kiểm soát cái cảm xúc của mình, đang cái tập thói quen kiểm soát nó. Là đang tập thói quen luôn. Vậy là trước giờ có nóng. Có. Đúng rồi, có nóng. Thẳng thắn thấy được. Sợ hãi. Sợ hãi hả? Có ở đâu sợ hãi, người ta tên Thiện. Đâu rồi, em trả lời câu hỏi đó của người trả lời câu hỏi đó luôn. Em thì nói với người yêu của em á thì em cực kỳ chiều chuộng. Là em đa phần là em sẽ hiểu được người ta đang muốn gì. Về cái vụ mà nổi nóng với người yêu thì em chưa bao giờ có hết. Bạn nữ ơi, không biết là bạn nữ có ngại một chuyện là mình có bạn thân khác giới không ạ? Phân biệt rạch ròi giữa bạn thân và người yêu như thế nào? Về bạn thân khác giới và người yêu thì hai cái đó đều là phân biệt rạch ròi hết. Nó chỉ dừng lại mức bạn mà thôi. Không bao giờ được đi quá lên cả. Thì người yêu luôn là đặt trước bạn bè. Bạn nữ, bạn không có phân biệt rạch ròi như vậy, bạn nó không thích. Em rạch ròi nhưng mà bạn thân của em không rạch ròi thì làm sao? À không, từ khi bắt đầu chơi với nhau là em đã xác lập mối quan hệ là nó chắc chắn nó phải sẽ như vậy và không thể nào đi quá hơn được cái mối quan hệ đấy nữa. Rồi thí dụ như bây giờ là em đang có một người bạn thân, bây giờ em có một người yêu, nhưng mà rồi cái cô bạn thân nó cũng không thích người yêu của em, rồi cái cô người yêu của em cũng thích cô bạn thân của em luôn, rồi em tính sao? Dạ đầu tiên là phải hỏi thử xem là hai người đang ở không thích nhau ở điểm nào. Nếu như mà có bất kỳ tính gì mà bạn thân em là nó không được với yêu là em phải bắt bạn thân em sửa trước. Còn người yêu em có thể không sửa cũng được. Tại vì em thích những điểm đấy. Tại vì em thích những điểm đấy. Okay. Em muốn hỏi hai bạn nam. Rồi hỏi đi. Hai bạn biết nhậu không? Sắp nay ai cũng đòi nhậu nữa. Đủ đi nhậu nữa. Mình trả lời trước, tại vì mình là gốc miền Tây á, nên là không biết nhậu là dở lắm. Nhậu ủ đế không à? Mình đi nhậu thường đi nhậu với bạn bè. Còn về khách hàng là chỉ là đi gặp mặt nói chuyện và trao đổi công việc thôi. Ví dụ như nếu như mà mình hỏi mà yêu ok thì ok mình sẽ dắt đi theo. Ví dụ nếu như cây cả yêu muốn về sớm mình cũng sẽ từ chối cuộc nhậu và mình đi về trùng luôn. Đó. Bây giờ chị Tường sẽ nói về cái luật lệ của chương trình. Các bạn nãy giờ lắng nghe nhau nhiều rồi, hiểu nhau hết rồi nha. Có điện hay không thì các bạn cũng tự đo được cảm xúc của mình rồi.
Trên mỗi chiếc ghế của các bạn thì bên hông nó sẽ có hai cái nút bấm. Nếu mình thích chàng trai hoặc là cô gái ở cái chiếc ghế màu gì thì bấm đúng vào cái màu đó mà mình lựa chọn. Mời các bạn nhắm mắt lại, hướng mắt về phía máy quay. Đặt tay lên nút bấm nè. Và bây giờ chúng ta hãy đến với khoảnh khắc quyết định. Nhắm mắt lại và nghe nhịp đập con tim của mình. Các bạn có 5 giây. 5 4 Em muốn hỏi bạn là bạn có nóng tính không? Tại vì khi mà tranh luận ấy, em không có thích bị ai la ai mắng hết. Em chỉ thích được nghe nói nhẹ nhàng thôi. Hai người cùng nóng thì tất nhiên là có những lời nói sẽ phát ra mình sẽ nghe không lọt tai, cho nên là lúc đó phải có một người nhịn. Thiện là đang kiểm soát cái cảm xúc của mình, đang cái tập thói quen kiểm soát nó. Là đang tập thói quen luôn. Vậy là trước giờ có nóng. Có. Đúng rồi, có nóng. Thẳng thắn thấy sợ hãi. 3 2 Dạ, bạn đàn hay với lại giọng hát bạn. Em rất là thích cái giọng hát của bạn vì thật sự là cái giọng của bạn rất là dễ thương, cùng với đó là nó rất là truyền cảm cái năng lượng với lại cái tình cảm của bạn đến cho mọi người. Bạn nữ, bạn không có phân biệt rạch ròi như vậy, bạn không thích. Em rạch ròi nhưng mà bạn thân của em không rạch ròi thì làm sao? À không, từ khi bắt đầu chơi với nhau là em đã xác lập mối quan hệ là nó chắc chắn nó phải sẽ như vậy và không thể nào đi quá hơn được cái mối quan hệ đấy nữa. 1 Bấm. Tèn 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 tèn. Ê nó nghe nè, hồi nãy mình có hồi đầu hay không? Quyết thắng. Quyết thắng. Yeah. Quyết thắng. Dạ, thấy chị Tường nói hay không? Thiệt mình đồ đôi hay đồ không? Đồ đôi. Hai cặp đôi đứng lên các em ơi. Dạ. Các em ơi. Bây giờ mỗi chàng trai hãy tìm về với vị trí cô gái của mình, dắt cô gái về ấy. Rồi, tự động. Trời ơi, một tràng pháo tay ngày hôm nay vui quá. Lâu lắm rồi mới có cảm giác là có hai cặp đôi thành công và cùng bấm nút tại chương trình. Nắm tay nhau đi các bạn. Chúng ta bây giờ đã là những cặp đôi rồi. Là cùng nhau trong tay đi suốt con đường, là cùng trao cho nhau ngọn môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Cảm xúc của Thiện bây giờ như thế nào? Bạn nữ hơi run. Bạn run quá rồi chứ ha. Không, anh không biết là từ trước tới giờ em đã trải qua những gì, nhưng mà từ ngày hôm nay về sau thì anh mong là anh sẽ được đồng hành cùng em. Cặp này thì nãy giờ tôi nghe rồi, xỉu lên xỉu xuống rồi. Dạ, thật sự là hôm nay là rất là vui khi mà cuối cùng em được ghép đôi với bạn nữ. Em mong là mình sẽ có thời gian tìm hiểu nhau, cùng với đó là sẽ bước tiếp trên đường tiếp theo. Tại vì thấy em, thấy bạn nam cũng dễ thương. Với lại kiểu như cảm giác bạn có sự phân biệt rạch ròi giữa tình bạn, thì nên em chọn bạn để sau này có thể hai đứa tìm hiểu. Bao giờ hai chị em hôn nhau cái nè? Dạ không. Dạ không. Tai ta đẹp vậy mà không hôn? Vẫn còn ngại á. Ngại. Nên là xác nhận tìm hiểu bạn thôi. Trời ơi, cần cái gì? Đây, mời hai em ôm một cái thì chứ đừng hôn. Hôn tai thôi mà. Rồi ôm nè. Một cái ôm. Ôm. Có thôi không? Không có thôi. Rồi. Quy định khi mà đến với chương trình nha quý vị. Quý vị trước khi đăng ký tham gia chương trình thì phải hiểu rõ. Khi chúng ta đã bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò. Bấm rồi thì phải nắm vô và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Đó, phải tìm hiểu nhau để mà có thể phát triển nhiều hơn nữa trong cái tình yêu. Có tin vui thì báo với chương trình. Rồi, và đây là phần quà dành tặng cho các bạn tham gia chương trình nha. Quốc Việt Food xin gửi tặng cho mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ. Xin mời hai em. Đây, tặng cho em. Giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chương trình còn dành tặng cho các bạn 1 năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tai. Đây, gửi tặng hai bạn nhé. 1 năm sử dụng.
Và bây giờ thì chương trình cũng chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Nhãn hàng John hân hạnh tặng mỗi bạn một năm sử dụng bột giặt Joy 2-in-1. Đây, tặng em luôn. Dạ, chưa hết đâu. Và điều đặc biệt đó chính là nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, sẽ tặng cho các bạn 2+1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình và chúc cho các bạn sẽ có những khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật là vui, thật là thú vị, và chúc sức khỏe cho tất cả chúng ta. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media. Kính thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.